Thưa quý vị, sau 4 lần hoãn bởi dịch COVID-19 thì Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2020 sẽ được tổ chức trở lại từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 11 tới. Hội chợ Du lịch Quốc tế là một trong những sự kiện du lịch lớn của Việt Nam diễn ra thường niên. Sự kiện được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, nhưng do dịch COVID-19 nên hội chợ này liên tục bị lùi thời gian tổ chức để đảm bảo phòng chống dịch an toàn. Trước đó, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội năm nay có chủ đề Di sản nguồn lực của du lịch Việt Nam, dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 4, sau đó lùi thời gian tổ chức sang ngày 14 đến 17 tháng 5 và tiếp tục được lùi đến ngày 12 đến ngày 15 tháng 8 với chủ đề Du lịch Việt Nam hướng tới tương lai, tập trung vào chuyển đổi số trong du lịch. Thưa quý vị và các bạn, nhờ kiểm soát tốt làn sóng COVID-19 hồi cuối tháng 7, hầu hết các khu và điểm đến của Việt Nam đã mở cửa để đón khách, nhiều đường bay được nối lại, doanh nghiệp lữ hành tung ra các sản phẩm mới với chính sách kích cầu hấp dẫn. Thị trường du lịch hứa hẹn sớm khởi sắc trở lại. Mời quý vị cùng theo dõi phần ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông tấn. Khoảng một tuần nay, các điểm vòng cung Tây Bắc Đông Bắc đang thu hút sự chú ý của du khách do đang vào mùa lúa chín trên ruộng bậc thang và thời tiết vào thu mát mẻ. Bên cạnh đó, miền Tây Nam Bộ do đang bước vào mùa nước nổi cũng nhiều khách quan tâm. Theo các đơn vị lữ hành, sau 2 tuần không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng đã mang lại những tia hy vọng mới cho ngành du lịch. Đối với người dân Việt Nam thì khi đi du lịch vẫn hay tập trung vào mùa hè. Do vậy nên là chúng tôi cũng rất kỳ vọng rằng là chúng ta hãy thay đổi cái thói quen du lịch và có thể tận dụng cái thời gian này là cái thời điểm mà rất là nhiều các cái khách sạn cũng như là các cái địa điểm vui chơi rất là phù hợp để chúng ta có những cái kỳ nghỉ tuyệt vời. Người dân Đông Tây Bắc đang bắt đầu thu hoạch lúa, đấy là những cái hạt vàng, và đối với khách du lịch thì lại là mùa vàng. Chúng tôi cũng xây dựng những các cái tour mà có thời gian là đi từ 2 đến 3 và đến 4 ngày. Đó là những cái tuyến điểm mà có những cái trải nghiệm rất là mới mẻ đối với du khách, và gần như là mỗi một năm chỉ có là một lần. Đợt khởi động lại hoạt động du lịch lần này, các đơn vị lữ hành hướng đến dòng sản phẩm du lịch chuyên biệt mang tính khám phá, trải nghiệm và nghỉ dưỡng, chứ không làm đại trà như đợt 1 nhưng với mức giá tốt. Dù gặp rất nhiều khó khăn, các doanh nghiệp vẫn chủ động các phương án phục hồi ngay khi dịch được kiểm soát. Hiện tại thì mình thấy là tâm lý khách hàng đã cảm thấy là khá là an toàn hơn. Họ đã có những cái tín hiệu tốt là họ đã tìm hiểu về các tour du lịch về mùa thu, mùa đông rồi. Đó, tình hình dịch bây giờ thì nó cũng khá là ổn rồi, mặc dù là chưa được kiểm soát hết. Nhưng mà đã có thể là cảm thấy là một chút an toàn thì mình có thể đi du lịch được rồi. Khi mà dịch được khống chế, tại vì trong thực tế thì có thể xảy ra quay lại bất cứ lúc nào. Nhưng chúng ta sẽ không ngồi chờ cho đến có thể là dịch kết thúc hẳn thì chúng ta mới khởi động lại cho nó an toàn. Mà sau mỗi một lần dịch chúng ta không chế được thì chúng ta phải nghĩ ngay đến cái chuyện là khôi phục lại cái hoạt động. Du lịch là ngành ảnh hưởng tới nhiều ngành nghề khác. Việc tái khởi động kích cầu nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị, chiều qua 16 tháng 9, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan của Bộ thông báo tới hãng hàng không về điều kiện bán vé cho hành khách muốn vào Việt Nam trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ sắp được mở trở lại. Đây hẳn là một thông tin cho những ai có thân nhân có nhu cầu trở về với Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan Bộ Ngoại giao trao đổi thống nhất đối với đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, Campuchia, Lào về một số yêu cầu gồm khách được nhập cảnh, quy định nhập cảnh và những điều kiện của Việt Nam đối với người muốn nhập cảnh trước khi lên máy bay như kiểm tra thân nhiệt, cài ứng dụng khai báo y tế, giấy xác nhận kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Thông báo về yêu cầu của Việt Nam với các hãng hàng không và hành khách trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ có chở khách giữa Việt Nam và một số đối tác về. Các hãng hàng không chỉ bán vé cho người đã có thị thực nhập cảnh và địa điểm lưu trú cụ thể tại Việt Nam. Khi bán vé, hãng hàng không chịu trách nhiệm kiểm tra kết quả xét nghiệm của hành khách do cơ quan nước sở tại cấp.